chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một cái pha thiên thạch điển hình mà có thể rơi xuống trái đất thì sẽ trông như thế nào. Mô phỏng là nếu như mà nó rớt xuống thành phố New York, chắc chắn là chỉ trong vài phút là toàn bộ thành phố New York sẽ đi vào mây khói luôn. Và một cơn sóng thần cao khủng khiếp sẽ vượt đại dương. Và còn nữa là động đất, thậm chí là núi lửa nữa. 66 triệu năm về trước thì có một cái tảng thiên thạch dài khoảng 12 km, và nó đã xóa sạch 75% sự sống trên trái đất. Nên là cái này tới 34 km lận. Cho nên đây chính xác sẽ là một ngày tận thế luôn.